xin mến chào tất cả các bác nha. À, LT1006 anh em nhá. Con này thì anh em có thể nhìn thấy cái ngoại hình rất giống LT1000 đúng không anh em? À, đánh cực căng luôn. Công suất nó sẽ lớn hơn rất là nhiều anh em nhá. Nghe tê luôn anh em nhá. Đấy, cực căng luôn. Biết là cái con LT1000 rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì có thêm LT1006 về. Thì em cũng giới thiệu thêm với anh em. Đó. Dòng này thì anh em có thể chơi được loa lớn hơn LT1000 anh em nhá. LT1000 thì có thể đánh được một cặp loa bass 30 và một cặp bass 25, nhưng mà con này có thể đánh vượt trội hơn. Có nghĩa anh em có thể đánh được hai cặp bass 30 luôn anh em nhá. Hoặc là bass 40. 40 thì anh em chơi coi 100 ngon lành luôn. Hoặc là súp 40-50. Cứ mỗi kênh đánh một quả luôn anh em nhé. Mỗi kênh đánh một quả 40 hoặc 50. Thì đây là LT1006. Công suất là 800W một kênh anh em nhé. 800W một kênh. Mà cái chiều sâu của nó chỉ 40cm thôi anh em nhé. Chiều sâu 40 phân. Đó. Rất là hợp lý. Bình thường những con khác sâu tầm 48 đúng không ạ? Nhưng con này sâu chỉ 40 anh em nhé. Đấy, và không để anh em chờ lâu, đây là em mở nội thất ra cho anh em cùng xem. Đấy, đây là cái nội thất của nó đây. Anh em nhìn chất không ạ? Biến áp tầm 20 anh em nhá. Và con này sử dụng mạch class H anh em nhá. Mạch class H thì với mạch class H thì rất là trâu. Rất là khỏe, trâu anh em nhá. Với công suất là 800W một kênh. Đó, sò thì đều được sử dụng sò NG hết anh em nhá. NG. À, rất sắc nét đúng không ạ, rất đẹp. Đó, NGV kép anh em nhá. Và sử dụng MOSFET. Đó, 70N10. Đó, 70N10, MOSFET 70N10. Đó. Nói chung ở đây là một con đẩy. Thật ra thì nó khủng hơn con LT1000. Công suất con LT1000 chỉ 500 thôi, nhưng con này 800 anh em nhá. Đầu tiên là cái biến áp nó sẽ lớn hơn. Đó. Cái thứ hai là sò nhiều hơn. Con kia chỉ 16 sò thôi, nhưng con này gấp đôi luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 32 sò. Cả bù áp anh em nhé. Con này bù áp bằng phét. Bù áp bằng phét. Đấy, dùng 70N10 nhé. 70N10 để làm phét bù áp anh em nhé. Đó. Công suất lớn hơn anh em nhé. Công suất lớn hơn. Biến áp đồng anh em nhé. Biến áp đồng rất lớn, 20. Đó, đảm bảo cho anh em cái công suất đầu ra ổn định. Và sử dụng 4 quả gió luôn anh em nhé. 4 quả gió luôn. Đó. 4 quả gió tản nhiệt. Khá là ok đúng không anh em? Bình thường cũng đẩy 2 kênh nó chỉ 2 quả gió thôi đúng không ạ? Nhưng con này 4 quạt luôn anh em nhé. 4 quạt. Và rất là êm ái luôn. Đó, cực kỳ êm ái. Tụ thì cũng dùng chung. À, tụ này lớn hơn con kia là 63, con này là 80 anh em nhé. 80V 15.000 mi. Đó. Anh em có thể nhìn qua rất là đẹp, 8 tung anh em nhé. Dòng này thì khỏi chê rồi về cái chất âm, và khẳng định với anh em là cái công suất ra là đạt chuẩn anh em nhé. Anh em cứ nhìn cái biến áp là anh em ok luôn, không phải suy nghĩ gì anh em nhé. Nhìn mỗi cái biến áp là anh em biết là ok luôn rồi, không phải suy nghĩ. Nó to như cứ những cái biến áp của cổ đẩy 4 kênh ấy, to như biến áp của cổ đẩy 4 kênh. Đó. Mạch class H thì anh em thể đếm dây này, nhìn dây là biết. Đó. 5 dây. 2 dây cho áp cao, 2 dây cho áp thấp. Đó. Và 1 dây mát. Đó. Nguồn vào đây, nguồn ra đây. Ok chưa? Có khởi động mềm luôn anh em nhé. Đó. Ok. Rất là chất đúng không ạ? Và nó đẩy một con máy luôn. Đẩy một con máy luôn anh em nhé. 40, size 40 phân. Đó, và cái tai này nó bằng nhôm rất là chắc chắn luôn anh em nha. Tai rất chắc chắn. Đó, anh em có thể nhìn qua cái tai. Rất đẹp. Phay cực kỳ đẹp luôn anh em nha. LT1006. Đó. Công suất là 800W. Đó. Đấy, anh em có thể nhìn qua. Đó. Khá êm trong tầm giá anh em nha. Đánh rất
bất lực anh em nhá. Này thì như em nói, anh em có thể ghép cho những đôi loa to, hoặc là anh em để đánh súp anh em nhá, để đánh súp, hoặc là anh em chơi phải nói là nó sẽ mở rộng cái phạm vi đánh loa hơn so với con LT1000. Nhưng mà giá nó sẽ cao hơn anh em nhá. LT1000 giá 4,5 triệu, bên em bao ship. Thì con này hiện tại giá là 6,2 triệu, bên em sẽ bao ship cho anh em nhá. Nó đắt hơn đâu tầm 1,7 triệu đồng. 1,7 triệu đồng anh em nhá. Con kia 4,5 triệu, con này sẽ là 6,2 triệu, bao ship anh em nhá. Nhưng mà đổi lại anh em được gì? Công suất cao gấp rưỡi, con kia chỉ 500 nhưng con này 800 anh em nhá. Đấy, 800W. Đấy, nhìn cái biến áp đã đủ phê chưa? Quá phê luôn anh em nhá. Biến áp quá phê luôn. 800W. Đó, thì anh em đánh đa dụng hơn, hoặc là anh em brid vào, anh em đánh một chiếc súp kép. Nếu mà anh em đánh trong phòng karaoke kinh doanh, đó, thì anh em có thể brid lại đánh súp kép. Hoặc là như em nói, nếu mà anh em đánh những loa full bình thường chơi gia đình, một kênh này anh em đã có thể đánh được một cặp loa 30 anh nhá. Một kênh đánh một cặp loa 30 là bao phê bao mạnh luôn anh em nhá. Đấy, cái tầm loa của nó đánh thì nó rộng hơn. À, con LT1000 thì anh em chỉ chơi gia đình vừa vừa thôi, nhưng con này thì chơi khỏe luôn anh em nhá. Đấy, hoặc là súp 50-40 này, cứ mỗi kênh chơi một quả. Đấy, đa dụng hơn anh em nhá. Nhìn linh kiện tất cả bằng linh kiện chân cắm hết anh em nhá. Tất cả là linh kiện chân cắm hết. Đấy, anh em không lo là không sửa chữa được. Đấy, ok chưa? Đấy, tủ trở rất đẹp, mà quan trọng nhất là cái biến áp tầm 19-20 anh em nhé. Một trong những cái biến áp rất là lớn. Đó, mạch là hát rồi, rất là trâu. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với con cục đẩy như này nhá. LT1600 giá hiện tại đang là 6,2 triệu đồng, sẽ bao ship cho tất cả anh em. Anh em nhé, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên góc dưới màn hình giúp em. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video nhé. Chào tất cả anh em, hẹn anh em những video sau ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.